Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 1 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển đề kiểm tra tiếng Việt 1 tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa đề kiểm tra giữa kỳ số 3. Phần A, đọc thành tiếng 2 điểm. Với phần đọc thành tiếng này, thì các em sẽ đọc thành tiếng Nậm Trích, sở thú ở thủ đô. Trước tiên, cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe nội dung của đoạn trích. Sở thú ở thủ đô. Thứ tư, bố cho em và chị Năm ra thủ đô. Ở thủ đô có bờ hồ. Khi ra thủ đô, bố cho em ra sở thú. Ở sở thú có con hổ, con sư tử, con khỉ. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em đọc mẫu đoạn trích sở thú ở thủ đô. Các em sẽ đọc thành tiếng đoạn trích này. Khi đọc thì các em sẽ chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, phát âm đúng và chú ý cắt nghỉ hơi theo đúng dấu câu. Phần B, đọc hiểu, viết 8 điểm. Một La Mã, đọc 3 điểm. Với phần đọc này thì các em sẽ dựa vào nội dung của đoạn trích sở thú ở thủ đô để các em sẽ thực hiện được các câu hỏi như sau. Câu 1, tiếng có âm khờ là A, thứ, B, thủ, C, khỉ và D, hổ. Vậy thì trong các tiếng này các em sẽ thấy ở đáp án C có tiếng khỉ thì sẽ có âm khờ. Tiếng khỉ sẽ được đánh vần như sau. Y, khờ y khi hỏi khỉ, đọc trơn là khỉ. Vậy thì em sẽ khoanh tròn vào đáp án C trong câu 1. Câu 2, bố cho em và chị Năm ra chấm chấm chấm. A, thủ đô, B, chợ, C, xóm và D, quê. Với câu 2 này thì các em sẽ quan sát câu văn đầu tiên trong đoạn trích sẽ có câu như sau. Thứ tư, bố cho em và chị Năm ra thủ đô. Như vậy ở trong câu 2 này các em sẽ khoanh tròn vào đáp án A là thủ đô. Câu 3, chữ hoa ghi tên riêng ở câu ở thủ đô có bờ hồ là A, chữ ơ, B, chữ bờ, C, chữ bờ, chữ hờ và D, chữ hờ. Vậy thì ở trong câu 3 các em sẽ thấy có tên riêng là bờ hồ. Và bờ hồ thì được viết hoa chữ bờ và chữ hờ. Như vậy thì trong câu 3 đáp án đúng của chúng ta sẽ đáp án C, chữ bờ và chữ hờ. Tiếp theo các em quan sát câu số 4. Ra thủ đô, bố cho em ra chấm chấm chấm. A, chợ, B, ngõ nhỏ, C, ngõ xóm và D, sở thú. Với câu 4 này thì em sẽ quan sát câu văn thứ 3 của đoạn trích như sau. Khi ra thủ đô, bố cho em ra sở thú. Như vậy thì trong câu số 4 các em sẽ khoanh tròn đáp án D để điền vào chỗ trống, đó là sở thú. Câu 5, ý sai là A, ở sở thú có cá, B, ở sở thú có sư tử, C, ở sở thú có hổ và D, ở sở thú có khỉ. Với câu 5, các em sẽ quan sát câu văn thứ 4 trong phần đoạn trích sẽ có câu như sau. Ở sở thú có con hổ, con sư tử, con khỉ. Như vậy, ý sai ở câu 5 là ý A, ở sở thú có cá. Em sẽ khoanh tròn vào đáp án A. Câu 6, nối. Với câu 6 thì em sẽ nối các từ và cụm từ ở cột thứ nhất với các từ và cụm từ ở cột thứ hai tương ứng với nội dung của đoạn trích trong phần đọc thành tiếng. Thì các em sẽ nối được như sau. Thủ đô thì có bờ hồ, em sẽ nối với thủ đô và có bờ hồ. Sở thú thì có hổ, sư tử và khỉ, em sẽ nối sở thú với có hổ, sư tử, khỉ. Em và chị Năm ra thủ đô, em sẽ nối em và chị Năm ra thủ đô. Đây là đáp án ở trong câu 6, em sẽ
Em sẽ nối vào trong của bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo các em quan sát phần 2 la mã viết 5 điểm. Bài 1 nối 2 điểm. Với bài 1 này, các em sẽ nối các hình ảnh tương ứng với các từ dưa đỏ, cá ngựa, sư tử và kim. Vậy thì các em sẽ nối được như sau. Thứ nhất là hình ảnh quả dưa hấu màu đỏ. Vậy các em sẽ nối với từ dưa đỏ. Hình thứ hai là hình một chú cá ngựa. Thì các em sẽ nối với từ cá ngựa. Hình thứ ba là hình một chiếc kìm. Vậy thì các em sẽ nối với từ kìm. Và hình thứ tư là hình một con sư tử. Thì các em sẽ nối với từ sư tử. Tiếp theo các em sẽ quan sát xong bài tập số 2. Bài 2, ghép tiếp các âm đã đọc thành tiếng, viết tiếng 1 điểm. Thì với bài số 2 này các em sẽ thực hiện như sau. Trước hết, ở ô trống trong cột thứ 2, các em sẽ viết một tiếng được tạo thành từ chữ tờ, chữ á và chữ mờ để điền vào ô trống. Ở ô trống trong cột thứ 3, các em sẽ viết tiếng được tạo thành từ chữ thờ, chữ á và chữ n để tạo thành tiếng ở trong ô trống cột thứ 3. Vậy thì các em sẽ ghép các tiếng như sau. Ở cột thứ 2, các em sẽ ghép chữ tờ, chữ a và chữ m tạo thành tiếng tam và chúng ta sẽ được tiếng tam. Tiếng tam này các em sẽ đánh vần như sau. A m am, tờ am tam, đọc trơn là tam. Tiếp theo, ở ô trống thứ 2, các em sẽ ghép chữ thờ với chữ á và chữ n tạo thành tiếng thân. Với tiếng thân này, các em sẽ đánh vần như sau. Á n ăn, thờ ăn thân, đọc trơn là thân. Tiếp theo, các em quan sát bài số 3. Gạch chân dưới tiếng có thanh sắc, 1 điểm. Các em quan sát có câu như sau. Ở quê chỉ nghe gió thở, che rì rầm, dế rỉ rả. Vậy thì trong câu này các em sẽ thấy có tiếng, có thanh sắc là tiếng gió và tiếng dế. Tiếng gió hay đánh vần là o, di o do, sắc gió, đọc trơn là gió. Tiếng dế sẽ đánh vần là e, dờ e dê, sắc dế, đọc trơn là dế. Vậy các em sẽ gạch chân dưới hai từ này giúp cô. Tiếp theo, em quan sát bài số 4. Sắp xếp các từ ngữ dưới đây thành câu, rồi viết lại câu 1 điểm. Các em sẽ quan sát có các từ như sau. Bổ, cho bé, đu đủ và chị. Với các từ này các em sẽ sắp xếp được thành câu như sau. Chị bổ đu đủ cho bé. Vậy các em sẽ viết vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các bài tập của đề kiểm tra giữa kỳ số 3. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 1, tập 1 của cuốn sách Cánh Diều. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.